là lúc đó có nghe sấm sét gì lớn không ha? Dạ. Thì cũng như hai bờ ganh à. Thì bác nó đi bờ ganh bên này, nó đi bờ ganh bên này đó. Thì hai người đi thì đồng thời đi vô cũng gần ngang với nhau vậy nè. Dạ. Thì sét đánh là khi ngã xuống thì bác nó nói tưởng đâu mà mày này nó khỉ sao mà nó thật tình nói luôn. Cái mã xe cháu chưa xin nổi. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Thanh Hải xin gửi lời chào cũng như lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể tất cả quý cô chú anh chị em đang xem cái video của Thanh Hải buổi sáng ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay mình đang có mặt tại ấp Trung, xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thì nơi đây vừa xảy ra vào ngày 27 một sự việc đau thương, em trai tên Trọng 17 tuổi không may cũng vì cuộc sống mưu sinh, em đi làm ăn xa ở Long An với bà cô chú anh chị, đi làm cùng với cha mẹ. Không may thì em cũng đã gặp một cái trận mưa và sau đó thì em đã ra đi tại cái trận mưa đó. Thì ngày hôm nay được biết gia đình hoàn cảnh gặp rất là khó khăn, mình đến đây để mình tìm hiểu câu chuyện cũng như thế nào, đồng thời gửi đến cho cô chú anh chị em mình xem và được biết. Thì gia đình là gồm có 4 thành viên. Thì cháu Trọng đây là người con thứ 3 đi làm ăn cùng với ba mẹ ở Long An cũng rất là lâu rồi. Vào đêm 27 tây thì không may có một trận mưa, thì em đã ra đi tại trận mưa đó. Rồi thì để hiểu rõ hơn về câu chuyện như thế nào, sau đây mình mời quý bà cô chú anh chị em mình cùng tiến vào bên trong để gặp người nhà gia đình của cháu Trọng chia sẻ nhé. Dạ con chào chú luôn ha. Dạ con chào chú. Con cùng với mấy anh em xin chào chú ha. Dạ chú ơi, thì con được biết là cháu của chú nó xảy ra một cái sự việc hết sức là đau thương. Thì cái câu chuyện nó như thế nào con nhờ chú có thể chia sẻ lại cho con cùng với quý vị khán giả được biết không chú? Rồi. Cháu tôi thì nó đi làm mướn làm thuê. Nó làm như làm vụ cho người ta đó. Dạ. Thì trong khi nó đi chăm sóc dừa thì nó sẽ bị sét đánh. Đó, thì làm vụ này thì nó đúng ra mình phải chăm sóc dưa, rồi mưa gió rồi này kia nọ, thì hồi lúc chưa mưa nó sẽ ra nó có quay máy lên để chuẩn bị bơm nước. Nó đến khi mà quay máy lên thì nó ngay mưa lớn nó cũng vô nhà. Đến khi mà hết mưa còn lâm râm nó ra nó tắt máy đi. Nó vô đằng nó nghỉ. Rồi tắt máy xong đàng hoàng nó đi vô nửa đoạn đường đó là khoảng tầm khoảng nửa đoạn đường đó. Là nó bị xét đánh. Yeah. Đó. Đánh chết nó có ông bác nó cũng đi cùng mà không phải là đi cùng đường, nhưng mà người ở ô đất bên này người ô đất bên kia vậy đó. Yeah. Rồi bác nó thấy mới chạy qua thì nó bị xét đánh chết. Là lúc đó cháu đi làm cùng với bác với cha mẹ luôn ha chú? Bác là cũng như bạn bè thôi, bằng chung á, lớn tuổi gọi bằng bác. Bác. Dạ. Chết đi đi mặn thì với cha với mẹ nó. Rồi đồng thời cái lúc đó thì cha mẹ nó cũng có ra đồng rồi chứ không phải riêng mình nó. Yeah. Ví dụ như cha nó đi hướng Minh đó bị hai miếng riêng á, cách nhau cũng một vài trăm thước gì đó. Yeah. Đó. Cho nên khi nó bị bác nó phát hiện thì chạy vào bển báo cho cha mẹ nó, thì chạy qua thì nó đã chết. Dạ thì lúc đó là như người bác chia sẻ lại là lúc đó có nghe sấm sét gì lớn không ha? Chết chứ. Dạ. Thì cũng như hai bờ ganh thì bác nó đi bờ ganh bên này, nó đi bờ ganh bên này đó. Thì hai người đi thì đồng thời đi vô cũng gần ngang với nhau vậy nè. Yeah. Thì sét đánh là khi ngã xuống thì bác nó nói tưởng đâu mà ngày nay nó khỉ sao mà nó giỡn kỳ vậy. Vì diễn té xuống cái đèn khi văng ra nó chổi cái ánh sáng lên vậy nè. Yeah. Nhưng mà trời bằng đêm thì 9 giờ đó nó tối việc về trời mưa đó mà. Yeah. Rồi bác nó nói thôi thằng này nó khỉ nó giỡn mình gì kỳ vậy, ông đứng ông chờ ông coi nó có ngồi vậy không. Yeah. Ông chờ đâu cũng một tí à chứ cũng không lâu, ông thấy cái tình hình coi như thằng này sao nó nằm im kỳ quá, ông mới chạy băng qua đó thì qua thì thư việc thấy nó đã chết. À. Đó. Vậy là cháu Trọng cùng với gia đình là đi làm ăn ở Long An chỗ đó cũng xa lâu rồi hả chú? Bao lâu rồi? Hồi trước Tết có mà
năm rồi cũng có mặn tới gần tết mới về nghỉ cũng một chỗ đó rồi về nghỉ đâu tháng mấy hai tháng vậy đó, rồi qua tết rồi đi bằng tiếp cũng y cái chỗ đó. Là khi phát hiện ra gia đình mới tá hỏa xong rồi mới đưa em về bên đây hả chú? Rồi cha mẹ nó qua nó thấy nó chết rồi mới đem vô nhà tắm rửa thay đồ rồi này kia, nó kêu che chở về. Chú là ông nội hay là ông ngoại? Ông nội ha. Khi mà có thằng con này thì nó con trai nó ở chung chứ không ở riêng. Là nhà mình ở đây luôn hả chú? Nhà ở đây mà hồi đó cái nhà này đầu tiên là của ông anh. Đó, ông anh ông anh cả. Khi ông ở đâu cũng 5 năm gì đó. Mà cái nền này thì ba tôi cũng cho tôi. Mà ông cắt. Đó, cho nên mà ông thì có vợ mà không có con. Rồi ông ở 5 năm gì đó rồi ông mất đi. Đó, rồi giờ vợ ông nói ở cái nền của tôi thì vợ ông cũng cho lại tôi. Để ở đây cũng đốt nhang thờ ông. Thì chứ giờ hai chồng cũng không có con, bà về quê ở thành phố, nó mới về thành phố rồi, người ta cho là cái nhà này. Cho nên tôi về đây tôi ở. Ổng cắt cái nhà lên cũng tầm khoảng 10 năm, 12 năm gì đó, mà ổng ở cũng 5, 6 năm gì đó. Rồi ổng chết đi, ổng bỏ, chết đi tới đây cũng 5, 6 năm rồi. Thành ra giờ nó cũng xuống cấp rồi. Hàng ngày cháu Trọng cuộc sống có ngoan hiền không chú? Nó rất ngoan. Coi như nó không có đi đâu hết. Nó đi làm nó không làm về nhà nó chơi vòng vòng nhà với anh em chỉ là đó. Mới có bao nhiêu tuổi không mà để biết phụ giúp tiếp cha mẹ hả chú? Thì không biết nó giỏi hay không, tôi chỉ nói bao nhiêu thôi. Nguyên cái đình đất nhà sao là nó một tay nó đẩy không bề ngang 4 mét dài 10 mét đổ lên chiều cao 7 tấc. Con mình đẩy nó là chứ có một mình chiếc xe gồ đẩy luôn, tự xúc đẩy luôn. Không cha nó xúc mà cha nó kêu thôi con đẩy mệt đưa cha đẩy cho đổi như thay đổi, nó không chịu thà nó đẩy để cho cha nó xúc. Nói chung là nó cũng biết lo, nó biết lo cho tiếp gia đình, như là nhìn cái cuộc sống gia đình thì có thể là cháu cũng đã hiểu được một phần nào trong cái cuộc sống nó chật vật, thì nó cũng chấp nhận đi theo để mà phụ giúp cha mẹ để kiếm cái kế sinh nhai. Thì không may câu chuyện xảy ra thì cháu đã ra đi mãi mãi, nhưng mà cô chú anh chị được biết là hoàn cảnh gia đình gặp rất là khó khăn. Ngồi đối diện màn hình đó là ông nội nha, ông nội của cháu Trọng. Còn hiện tại ba mẹ của cháu Trọng hiện tại bây giờ thì vì cái sự ra đi đột ngột của một người đứa con rất đau buồn, cho nên mình không thể nào mà mình trò chuyện cùng với ba mẹ của cháu Trọng được. Mong quý bà cô chú anh em thông cảm. Là mình tôi cứng rắn lắm tôi mới ngồi cãi được. Dạ cô biết chứ. Dạ thì mình có tính dự tính là chừng nào mình đưa cháu nó về nó ăn nghỉ cuối cùng hả chú? 3 giờ. 3 giờ chiều. 3 giờ nay. Dạ 15 giờ chiều. Dạ. Thì giờ cũng chặn chỗ này kia đó. Mình an táng cháu ở đất nhà luôn chú. Đây ở đó gần chú. Đó, mà sao này nè. Đâu chừng khoảng 70 mét cái gì. Dạ. Còn cái áo quan này là mình mua hả chú? Cái áo quan này không có mua. Cái này là ở đây có nhà từ thiện. Có nhà từ thiện là ta cho trọn gói đó. Dạ. Tất cả đồ tẩm liệm gì là hoàn toàn phải không nhận một đồng nào. Gia đình cũng muốn để lại ví dụ 500 triệu gì đó thì bên nó thấy mình khổ người ta cũng không nhận. Dạ đúng rồi. Như là em cháu Trọng này là ra đi bây giờ mình có khi nào là mình suy nghĩ là có một cái lời nói gì của em lúc đó Trang là còn sống mà nếu mà Trang là một cái lời chăn trối gì hết chứ không, bởi vì nó sống nó bình thường lắm, nó không có cái gì chăn trối hết. Thì nó mằng thí dụ được tiền cũng đưa cha cho mẹ, còn mấy khi nó nói mẹ nay tôi muốn gửi cho ông nội thì nó gửi gì thôi chứ nó họ không có nói chăn trối gì hết. Cũng biết thương ông nội ha. Không, nó thương lắm. Dạ. Người nào nó cũng thương hết. Dạ. Hồi đó, cái năm đó nó học lớp 7. Kêu thôi con gái học đi, nó không chịu. Nó thấy cha nó cực quá với ông nội nó cực. Nó nghĩ. Là vậy là lúc đó cháu cũng có đi học bình đàng hoàng hết chú?
Dạ, nhưng, không lớp 7. Dạ, nhưng mà cũng là do cái cháu lớn, cháu nhìn nhận được là cũng như là cái cuộc sống gia đình hơi chật vật, cho nên cháu quyết định là nghỉ học để mình đi phụ giúp cha mẹ ha. Đúng rồi. Ừ, rồi rồi. Nó nghỉ học lớp 7. Dạ. Lên thành phố với mẹ nó, với cha nó. Rồi đồng thời trong đó cũng có tôi đi nữa. Lên đó mẹ nó nhận ba cái khẩu trang may gia công á. Dạ. Rồi cũng lên may, may rất giỏi. Cũng biết may luôn. May khẩu trang đó mình nó may được cả cái khẩu trang luôn. Okay. Chứ không phải ấy đâu. Mà tất cả máy giấc sổ gì nó làm được hết. Nhưng mà giấc sổ hồi đó là nhà không có, không có dạy. Chỉ dạy là nó may cái khẩu trang để thành phẩm để giao. Các như mấy khẩu trang của cô này đeo nó may được toàn bộ. Mẹ nó với nó may đó. Mà một mình lên nó, các cái công đoạn đó nó sẽ may được luôn, chứ không phải là riêng biệt về đấy. Đi lãnh cái gia công của người ta chặt sẵn vậy nè, về may ăn ngàn cái vậy đó. Còn tôi thì tôi đi giao hàng cho mẹ con nó. Gia đình mình có trước giờ có kinh doanh đất cát ruộng vườn gì không chú? Không. Vậy là gia đình mình chỉ có một cái nền nhà thôi ha. Đúng rồi. Chứ do cũng có hai công ruộng, ông già không cho, rồi sau ông già bệnh rồi này kia nọ, rồi với gia đình cũng khổ bá rồi. Dạ. Giờ chỉ có nền nhà thôi, giờ chỉ đi làm mướn ăn. Nhưng mà nói cuộc sống thì làm mướn, còn tôi ở nhà đây giờ nó có nó không cho tôi làm. Yeah. Nó kêu không nói nhà nghỉ đi. Giờ mằng hoài nó cũng vậy à, con trẻ con đi mằng cho về nuôi ông nội. Ừ, biết nói chứ. Ông nội cũng có cái nghề thôi, ông nội ở nhà ông nội làm phước cho người ta đi. Yeah. À, chú ở nhà là chú nghề ngày chú làm gì? Ở đây hiện nay hàng ngày thì tôi bấm nguyệt với đắp thuốc cho người ta. Nên mình điều trị bệnh nhất rồi hay gì chứ? Nhất các loại, thí dụ như ở trùng hợp bệnh nào thì trị được trị. Giờ mình làm thuốc không hả chú? Làm thuốc không lấy ai đồng nào hết. Là lúc trước tôi làm một ngày là 30-40 người. Dạ. Chắc khi mà cái câu chuyện của cháu Trọng đây vừa xảy ra thì bên ba mẹ của cháu điện thoại thì báo chắc cũng có sững sờ lắm ha chú. Đúng rồi. Đúng. Vậy đó, bỡ ngỡ nó không biết cái chuyện gì xảy ra luôn không? Nhưng mà thì nghe thì sốc thiệt, nhưng mà tôi bình tĩnh lắm. Dạ. Thì con biết chú bình tĩnh, chú mới ngồi đây là chú ráng chú chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết nè. Nó cái tất cả cái ba cái thuốc ở đây trồng xung quanh đây là tôi trồng tôi để làm phước thôi. À. Chứ hồi đó tôi mua từng món. Dạ. Có thể món tôi mua triệu triệu mấy cũng có. Mà vừa làm phước người ta chứ cũng không có lấy đồng nào. Yeah. Nhiều người ta nói tôi sao mà không làm lấy tiền, hay là hoặc là không đi làm công chuyện mà cũng khổ mà sao mà ở đây để làm như vậy. Yeah. Nhưng mà tại vì cái lương tâm mình bây giờ như vậy rồi thì dù có làm cái gì nó cũng có được hết. Yeah. Cái nghề của chú là gia truyền hay sao chú? Này tôi đi học đi đó. Yeah. Tôi bệnh. À. Tôi học được cái nghề đó tôi cũng có hứa với ông thầy của nó nhất định là tâm nguyện á, làm thành công là làm phước. Yeah. Bởi vì chính bản thân mình đau chịu không nổi mà. Yeah. Giờ mình thành công thì chỉ làm phước người ta thôi. Rồi ví dụ như mình khả năng mình bao cho bà con hết thì bao không nổi. Ví dụ người ta bấm mua chai dầu với lỡ bấm thì tự xách về, hay là hoặc là muốn để lại không thì tùy. À. Chứ chai dầu hai mấy ngàn mà bấm một ngày 7 chai rồi hỏi chứ tôi đâu mua nổi. Yeah. Chỉ có cái vậy thôi. Còn ai bó thuốc thì mua băng lại đây tôi bó thuốc thì tôi cho. Yeah. À, chú ơi, là lúc trước là cháu Trọng là học đến lớp mấy mới nghỉ, học đi theo ba mẹ để phụ giúp ha chú? Lớp 7. Lớp 7 ha. À. 7 là cũng là mới nghỉ học đây hả ta? Nghỉ năm 2010 mấy cũng quên, 18-19 gì rồi. Cũng vì cái cuộc sống mưu sinh đó thì mà cháu Trọng cũng phải là nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ già, cha mẹ để mà lo cho gia đình cùng với ông nội nữa quý ông quý bà cô chú anh chị. Thì bên cạnh đó là một cái hoàn cảnh đây hết sức đáng thương. À, gia đình thì sống cũng trên một cái, nói chung là được có một cái nền nhà thôi, mà thậm chí cái nhà không phải là nhà của gia đình tự cắt, cái nhà này là của một người anh cả của ông chú này để lại, chứ không phải là nhà của chú luôn quý bà cô chú anh chị. Đó thì thông qua cái video ngày hôm nay thì con đến đây thì con cũng xin trích ra cái số tiền của chị Phượng đang làm việc ở tại Long An.
Thì nói chung là cũng ít lòng nhiều, thì chị Phượng cũng gửi cho chú 300 ngàn tiền mua nhang khói để giúp cho cúng đốt nhang cho cháu ha. Dạ, cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn chị Phượng. Dạ. Giúp chia sẻ cho gia đình thôi. Dạ, nói chung thì cũng ít lòng nhiều hết chú ha. Dạ. Dạ, dạ. Thì hôm nay thì con cảm ơn chú đã chia sẻ lại câu chuyện cũng là cho con cùng với tất cả quý khán giả được biết. Thì thông qua cái video ngày hôm nay thì mong rằng là cô chú anh chị em cũng như các mạnh thường quân nhìn thấy cái video này, nếu ai có đồng cảm muốn giúp đỡ cho gia đình của chú đây cũng như là gia đình của cháu Trọng thì có thể liên hệ với tất cả những người anh em đang đăng tải về cái nội dung này với mời cô chú anh chị. Nói mình... chú lời thế. Dạ. Tôi thí dụ như giờ bên YouTube thì ngày hôm qua cũng có người tặng mấy trăm ngàn. Dạ. Thì cái này là cái tấm lòng tôi nhận. Dạ. Chú thấy đây tôi cũng đủ chấp điếu. Dạ đúng. Đại biểu mua ung thư rồi để tôi không dạ. Không có chấp điếu. Nói chung là con nói chú này cái này là khi mà người ta thấy được cái hoàn cảnh giống là thương đồng cảm với cháu Trọng á. Nó là như vậy chú. Thì bởi vì dạ. Hôm nay hồi ngày hôm qua cũng có bên YouTube của mình kia cũng có tính này dạ, có chia dạ. Sẻ cũng giúp được mấy trăm ngàn mà nó ngay giờ mình không nhận thì nó cũng khổ quá. Dạ đúng rồi. Cái thật là ở đây là bà con ở đây là tôi không có chấp điếu. Dạ. Nếu tôi có chấp điếu ngoài đó tôi phải để ung thư. Dạ. Người ta kêu mua ung thư để nhưng mà sự thật là tôi không muốn. Dạ. Lý do là mình nói vậy cho mình cũng sống thì nó không giàu có. Dạ. Nhưng mà dư thì nó không có dư. Dạ. Có thể nói nó thật tình mình nói luôn. Cái mã xe cháu chưa thấy nổi. Dạ. Thiệt. Thôi bây giờ chú cứ kìm nén cảm xúc lại đi ha chú. Thì con cảm ơn chú. Để con chút xíu nữa con đi ra ngoài cái nơi mà chuẩn bị cho cháu Trọng ăn nghỉ đó. Rồi con cảm ơn chú ha. Rồi. Mời người về thăm hoa hao, lượng lờ soi bóng tiền giang, nước ngọt thấm tươi cây lành, gió qua lời phù sa bồi đắp. Chùa thầy là nơi thờ cúng, ngày ngày nghe